Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Clip 160 dọn kiển chuẩn đúng phong cách của bên xứ chùa bàn. Tuy ra đời chưa được lâu nhưng có rất nhiều bản độ về cái chiếc clip 160 2022 tại thị trường Thái Lan. Qua đó cho chúng thấy cái sức hút của mẫu xe mới này tại cái xứ chùa bàn. Và dưới đây là một dẫn chứng cụ thể về cái chiếc clip 160 độ với một phong cách kết hợp giữa đời cũ đời mới đi kèm với một loạt đồ chơi ấn tượng. Chỉ mới đầu tiên chúng ta đã thấy được nhiều cái sự chi tiết hơn là 10 triệu để tạo được cái cụm rainbow disc cho cái chiếc clip hôm nay. Để thấy cái cụm này là thân hình nó nhỏ gọn, không cần cắt khoét có nhiều. Bên cạnh với những điểm nhấn màu sắc, cái núm tăng chỉnh vàng đi cùng bình dầu kèm cái nắp CNC. Với cụm đề máy đồ chơi nhỏ gọn, có thêm cái khoảng không gian bắt được cái cụm gạch active CNC. Đi đôi bên ngoài là bao tay Tena kèm với cụ cụm hiệu và cái chụp bao tay của Honda. Còn bên cái phần tay dùng để quản lý phanh đùm sẽ có sự hiện diện đến từ những món đồ Nhật Bản. Đó là cái tay clip tip phiên bản chữ đỏ, có mức chất trường khá cao so với các đời logo trắng hoặc màu nâu. Lựa chọn cho mình phiên bản clip 160 không có phanh ABS nên người dùng thoải mái chế cháo nhiều mà không sợ ảnh hưởng đến khả năng vận hành hệ thống chống bó cứng phanh. Cái hệ của chiếc clip 2022, người dùng đã lựa chọn cái cách phối cây mâm của chiếc clip đời cũ để làm lạ và gọn gàng hơn con xe theo cái con mắt thẩm mỹ của riêng họ. Phối cùng với đó là bộ cùi đĩa CNC cố định ở bên trên là cái chiếc thắng đồ chơi lòng đĩa đen CNC kết hợp với con heo dầu 81 Racing 4 bit để xứng cho được phanh nó mạnh hơn ở dầu heo bấm đầu ôm được 45 độ bắt trực tiếp vào con heo dầu. Trong khi phía sau tận dụng cái phục Holin bình dầu rời cho cái phiên bản này không tận dụng chung với cái chùm đề là Valdis với nhau mà không phải chế cháo gì lắm. Thông qua ở đây chúng ta thấy các bạn sản phẩm sẽ có 3 chế độ tăng chỉnh để người dùng kiểm soát cái độ đàn hồi nhanh hay chậm cho cân nặng của mỗi người. Hai thở vẫn là nguyên bản, không thay đổi nhiều, chỉ ốp carbon, cái phần cable và mình là cái cổ titan cho thẩm mỹ hơn mà thôi. Xe chì 1/10 dọn kiển hoàn mỹ với một diện mạo vô cùng đẹp mắt. Sau khi trang bị những món đồ chơi thì đình đám nổi tiếng như Nitrin, Matrix, Rainbow, Daytona làm cho cái con xe chi 110 hôm nay ấn tượng hơn trong những dân chơi và em ấy còn có một cái bộ tem phối màu cực kỳ đẹp mắt. Trang bị cho mình ô khóa thông minh với phần nấm chỉnh CNC đắt đỏ làm con xe không chỉ đẹp, đại trà mà an toàn hơn trước tình trạng trộm cắp hiện nay. Phần đồng hồ nguyên bản đã được minh lại toàn bộ màu đen ở bên trong để tạo ra cái sự phá cách độc lạ cho con xe. Xung quanh phần ghế đông còn bao phủ bởi dây ốc Dynam điện phân có tông màu titan làm chủ đạo. Cộng với đó là đèn trợ sáng hỗ trợ rất tốt chiếc xe cũng như làm vaccine tạo một cái điện thuận lợi hơn di chuyển vào ban đêm. Trang bị cho mình cái cụm thắng Rainbow Isaac 19 Costa tích hợp một đón ống dầu trong suốt nhỏ để chứa dầu phụ cho phần tay. Dễ dàng quan sát xử lý khi có lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng. Trang trí xung quanh là full nhựa ốc Dynam được làm riêng cho cái tay thắng này với mức giá thành cũng hơi cao. Còn đây là tay con tiếp em được tích hợp khả năng chống gãy. Ngoài ra các bạn thấy cái cụm con không có độ chân chính. Để khắc phục tình trạng này nhiều người chủ đã minh lại cái chân CNC hay tận dụng cái kính Rizoma nhìn nó gọn gàng hơn vẫn đảm bảo được độ phản chiếu cho người điều khiển quan sát phía sau. Xe Kia 1/10 là mẫu xe của nhà Suzuki nên thiên mặt tốc độ nhiều hơn. Điều này ai cũng biết. Chính điều đó người chủ đã trang bị được Matrix kẹp sườn đi cùng chiếc 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sắc phần đầu cho độ cao. Đây còn là một trong những điểm nhấn quan trọng tạo nên cái phần cá tính ở hai ốp trước. Dù là một cái fan của nhà Suzuki nhưng nhiều chi tiết được người chủ tận dụng đối thủ Honda như cái cụm công tắc hai bên đem lại cái chút mới lạ hơn cho con xe này. Còn nhìn xuống chèn chân trước ta thấy heo dầu của Rainbow 4 bit đối xứng được bắt vào phục trước thông qua phát nhôm CNC. Cái bên cạnh đó còn có ai dầu heo đỏ ngắt dầu là hai đầu đi cùng đĩa của Rainbow Oversize được thiết kế lòng đĩa lõm cũng khá tinh tế. Tăng cái chút hiệu năng cho con heo hoạt động tốt hơn, người chủ thay đổi cái bên Nissin Zin thành một cái hiệu đến từ Rainbow đi cùng với thương hiệu cho nó liền lạc hơn và khả năng ra thắng xa tốt hơn. Phía sau cũng tận dụng cái heo của Rainbow logo đỏ hai bên xứng được thầm có bác xe ngược tự như cái dòng mô tô không có lớn. Chiếc xe trang bị phục Nissin bình dầu có mức giá khoảng hơn 20 triệu dành cho cái chiếc xe chi hôm nay. Cái dòng sản phẩm này phải nói là một trong hiệu danh giá nổi tiếng nhất mà nhiều tay chơi ao ước khi sở hữu được một lần. Hai bên lốc máy được tạo hình bằng vàng Okinam vô cùng nổi bật,
Carbon Titan được minh lại cực đẹp, tạo cái độ thẩm mỹ cho xe và không bị hoang rỉ trong quá trình vận hành. Còn trang trưng chiếc xe hôm nay được nâng lên một cái tầm cao mới với hiện diện cái mâm Cortina Nhật Bản mà người chủ đã chi ra khoảng là 10 triệu để tạo riêng cặp mâm Cortina đã được sử dụng trong những mùa giải đua ở bên cái xứ mặt trời mọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, được chi tiếp nhớ like, share, subscribe.